Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn mẫu Mini SUV gầm cao các bạn nhé. Đấy, tôi gọi là Mini SUV tại vì chiếc xe này gầm cao và dáng nó còn nhỏ cho nên gọi là Mini Coupe các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium các bạn ạ. Đấy, màu vàng, trên đăng ký là gọi là màu nâu các bạn nhé, nhưng thực tế là nhìn nó là màu vàng các bạn ạ. Đấy, màu này là màu nâu vàng. Đấy, phiên bản 1.5 Titanium đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, dàn lốp còn rất mới, rất là dày các bạn nhé. Đấy, thì chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được. Tôi cũng chỉ rửa qua một chút bên ngoài là tôi quay lên để giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn nhé. Chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu này nhìn thực tế là màu vàng, nhưng trên đăng ký là màu nâu các bạn ạ. Đấy, trên đăng ký là nó đề là màu nâu, còn nhìn thực tế đây là màu vàng. Và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội đấy ạ. Đấy, biển Lộc mãi mãi các bạn ạ, 622 Lộc mãi mãi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Bên ngoài thì đẹp như này đây, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cho quý bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe của bạn nhé. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và chúng tôi chưa dọn dẹp gì cả cho nên là bên trong nội thất nó hơi bẩn một chút. Cơ bản là nó bẩn thôi, chứ còn là chiếc xe này còn rất đẹp các bạn ạ. Rất đẹp, rất là mới này. Đấy, đây là cái đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe mới lăn bánh có 5 vạn 2 km thôi các bạn nhé. Đấy, với những chiếc xe ở cái phân khúc EcoSport này thì đa số là đều chạy ít chứ không chạy nhiều như những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B sedan các bạn nhé. Phiên bản Titanium là phiên bản đủ rồi. Xe được trang bị cửa nóc, ghế da. Đấy, ghế da này là ghế da cao cấp nguyên bản theo xe các bạn ạ. Còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Tôi sẽ tiện tôi mở cái cabo ra để lát nữa cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ nhá. Đấy, đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe rất là mới quý bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium sản xuất năm 2019, lăn bánh 5 vạn 2 km, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này, chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Phiên bản Titanium này là phiên bản đầy đủ option rồi các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70%. Quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 tên tư nhân biển Hà Nội này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe EcoSport này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn tiếp tục xem chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa và bấm cả cái cốp này. Đấy, thưa quý vị và các bạn, đấy, đây là bấm cái cốp này nhé. Cái cốp này là phải bấm nút thì mới mở được. À, thưa với quý bạn, đây là chiếc xe này chúng tôi đang để nó dốc một chút cho nên là mở cửa nó chặt thôi, chứ bấm nút là đã mở rồi. Bấm nút bình thường thì nó mở, nhưng chúng tôi đang để dốc đầu xuống cho nên là cái cốp sau nó hơi nặng một chút các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa dọn này này, vẫn còn nguyên đồ đạc của chủ xe ở trong xe, chưa có dọn dẹp gì cái phần nội thất này đâu các bạn ạ. Trần rất là đẹp luôn rồi. Đấy, đồ đạc, giấy tờ,
của chủ xe, chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì đâu, vẫn để nguyên. Mua như thế nào là tôi để nguyên như thế vậy các bạn nhé. Đây, đây là cái phần nội thất phía sau xe của chiếc xe Ford EcoSport 2019 này. Đây các bạn này, cơ bản là toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, đấy, và hàng ghế sau đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất đẹp, đẹp từ trần cho đến những cái phần ghế da ở phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi, cho nên là rất đẹp các bạn nhé. Đấy, vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport này thì hãy nhanh tay liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô vô lăng cần số này, đến phần cửa nóc này, phần nỉ trần này, nội thất ghế da đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Vì chiếc xe này thì chủ xe đi cũng rất là ít và lại giữ gìn cho nên nó mới đẹp được như này các bạn này. Đấy, toàn bộ những cái phần ghế bên lái này, ghế bên phụ đều rất là đẹp các bạn ạ. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Ở cái phiên bản EcoSport 2019 bản Titanium này thì xe được trang bị đầy đủ option từ khóa thông minh, đề nổ, start top, nội thất ghế da, cửa nóc, điều hòa tự động. Đấy, đầy đủ hết option rồi các bạn ạ. Về cái phần ngoại thất và nội thất thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn xem rồi, rất là ok. Sau đây tôi sẽ mở cái nắp capo này lên để cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Trái tim của chiếc xe là đây các bạn này. Đấy, mở cái chốt của cái capo này ra. Đấy, động cơ đây ạ. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Titanium này, EcoSport Titanium này, là một khối động cơ xăng 1.5 lít rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, tính trung bình chỉ có hơn 4 lít xăng cho 100 km quãng đường thôi các bạn ạ. Đấy, và toàn bộ ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết này. Ốc cabo cũng còn nguyên luôn các bạn ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đầu, chưa có bị đâm đụng va chạm gì cả, tất cả đều còn nguyên bản và rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà đã đẹp được như này rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn nhé. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ạ. Rất vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.